Sau vụ va chạm khiến một người tử vong, chủ xe tải lái phương tiện rời khỏi hiện trường. Vụ việc một trạm phó trạm kiểm lâm bị bắn tử vong tiếp tục đặt ra vấn đề cấp thiết cần có chế độ bảo vệ cán bộ kiểm lâm. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, trước tình hình siết chặt quy định và xử phạt đối với việc lái xe dưới tác động của bia, rượu, một dịch vụ độc đáo đã xuất hiện và ngày càng trở nên phổ biến, đó chính là dịch vụ lái xe hộ người say. Vâng, làm chơi ăn thật là khẩu hiệu của những người lái xe này. Họ sẽ đảm nhận chiếc vô lăng khi chúng ta không thể tự lái vì ảnh hưởng của rượu bia. Và nào, ngay bây giờ, mời quý vị cùng tìm hiểu xem đây là một giải pháp an toàn và hiệu quả như thế nào trong bối cảnh giao thông ngày càng quan trọng và yêu cầu an toàn ngày càng cao như hiện nay, quý vị nhé. Trước tình hình siết chặt quy định xử phạt hành vi lái xe mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn, dịch vụ lái xe hộ người sử dụng rượu bia ngày càng nở rộ. Chỉ cần gọi điện hoặc đặt qua app trước 30 phút, sẽ có lái xe đến đúng địa điểm và đúng giờ, giúp người sử dụng rượu bia tránh được rủi ro khi lái xe lúc say, như xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng bản thân và người khác. Điều bất tiện nhất khi làm nghề này, đó là các tài xế thường đi bộ, đi xe ôm hoặc nhờ người khác chở đến địa điểm đón khách. Bên cạnh đó, do khách hàng là những người đã sử dụng rượu bia nên không tránh khỏi được những trường hợp khi đến nơi, khách đã quá say, không thể liên lạc được hoặc không tự bắt taxi về nhà trước. Thông thường, giá thuê tài xế trong khu vực nội thành dao động từ 200 đến 400 ngàn đồng trên một chuyến, tùy thuộc vào quãng đường, thời gian, phân khúc xe của khách hàng. Mức giá này khá cao so với chi phí đi taxi về nhà, tuy nhiên đây là một mức giá hợp lý. Bởi trước khi chở khách về nhà, tài xế sẽ kiểm tra thông tin xe, có đúng xe khách đặt, đủ điều kiện tham gia giao thông hay không. Ngoài ra, để tránh khiếu nại, các tài xế thường phải quay video về hiện trạng của xe trước khi sử dụng. Do tính chất công việc của anh thì anh thường hay tiếp khách nhiều và môi trường của anh thì có thể là một tháng sử dụng dịch vụ từ 15 cho tới 20 ngày. Anh được gần như là thường xuyên. Trước đây thì anh vẫn sử dụng dịch vụ, anh vẫn có thể tự lái xe về, nhưng anh cảm thấy nó quá nguy hiểm. Và anh chọn cái giải pháp này là an toàn nhất, vừa an toàn cho chính bản thân và an toàn cho mọi người. Chi phí này cũng không cao em, nó phù hợp, nó khá là nhẹ nhàng. Tại vì nếu so với mức tiền phạt thì nó lại rẻ hơn rất rất nhiều lần. Và cảm thấy có an toàn cho mình nữa. Bên cạnh những công ty uy tín, có không ít những cá nhân, tổ chức tự phát lợi dụng để chiếm đoạt tài xế, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Do đó, khâu kiểm tra đầu vào của tài xế rất khắt khe và đảm bảo tính pháp lý giữa công ty với tài xế, giữa khách hàng với dịch vụ lái xe. Anh đặt yếu tố chất lượng tài xế lên hàng đầu. Thứ nhất là bên anh quan tâm về cái kinh nghiệm phục vụ khách hàng, từng kinh nghiệm chạy xe. Thì tài xế bên anh bắt buộc tối thiểu phải có 3 năm kinh nghiệm lái xe. Và những cái kinh nghiệm này phải là kinh nghiệm thực tế, chứ không phải là chỉ là yếu tố trên cái giấy phép lái xe. Ngoài ra thì là tài xế họ phải có tác phong nghiêm túc, cũng như là không có tiền án tiền sự hoặc có những cái dấu hiệu như là gây rối mất trật tự ở địa phương, và phải đảm bảo được về yếu tố sức khỏe của bản thân. Anh Lê Trường Sơn cho biết, từ năm 2020 đến nay, nhu cầu sử dụng dịch vụ lái xe hộ ngày càng tăng, không chỉ ở những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, mà còn ở những khu vực ngoại thành như Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Nhìn chung, tự cầm lái sau những cuộc liên hoan không còn là phương án di chuyển nhiều người chọn. Thay vào đó, dịch vụ đưa người uống rượu bia về nhà ngày càng được nhiều người chọn, khi việc này là cần thiết để thay đổi ý thức tham gia giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, gia đình và xã hội. Chương trình Chuyện mỗi ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin Hôm nay có gì. Mới đây, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp nhận 256 người Việt Nam được lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia trao trả là người Việt Nam lao động và cư trú bất hợp pháp tại Campuchia. Trong 256 người Việt Nam được Campuchia trao trả, có 56 nữ, 200 nam, đa số có độ tuổi từ 18 đến 40, có hộ khẩu thường trú tại 40 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã tiếp nhận hồ sơ bàn giao từ phía lực lượng chức năng Campuchia và tiến hành phân ra các nhóm gồm những người có giấy tờ tùy thân, những người không có giấy tờ tùy thân, những trường hợp xuất cảnh hợp pháp và những trường hợp xuất cảnh trái phép.
lực lượng chức năng cũng tiến hành hướng dẫn cho người dân làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an, tiếp tục điều tra xác định nhân thân của các trường hợp không có giấy tờ tùy thân để bàn giao cho địa phương nơi cư trú. Không chỉ được quảng cáo hấp dẫn trên website phuxedien.com cùng các nền tảng mạng xã hội khác, hàng trăm xe đạp điện, xe máy điện với nhiều nhãn hiệu từ bình dân đến cao cấp còn được trưng bày bắt mắt tại các cửa hàng. Với cách trưng bày như thế này, hẳn là nhiều người sẽ ít nghi ngờ về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm được giao bán trên website này. Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra 10 cửa hàng phuxedien.com từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 năm 2023 tại 4 tỉnh thành gồm Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Cục Nghiệp vụ Tổng cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương đã phát hiện rất nhiều sản phẩm tại các cửa hàng vi phạm về nhãn hiệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn đối với người sử dụng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 6 cửa hàng phuxedien.com tại các quận Tân Bình, quận 7, quận 12 và tạm giữ 91 chiếc xe đạp điện nhiều nhãn hiệu có dấu hiệu vi phạm. Thống kê tại 10 cửa hàng phuxedien.com đã kiểm tra ở 4 tỉnh thành phố, lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ trên 200 xe điện, xe vi phạm để tiếp tục điều tra, xác minh các hành vi vi phạm. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hiệp Bình đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Nguyễn Tuấn Khiêm, sinh năm 1988, ngụ Đức Hòa, tỉnh Long An, cho công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An điều tra xử lý về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, tại đoạn đường vào hầm rác cách tỉnh lộ 831 khoảng 50m thuộc ấp mới xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tổ công tác gồm các đơn vị thuộc lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Long An và công an thị xã Kiến Tường phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 70A22785 do Khiêm điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Phía sau xe, tổ phối hợp phát hiện nhiều thùng giấy, túi ni lông chứa 150 hộp pháo các loại với tổng khối lượng gần 300 kg. Kiểm tra khu vực cách nơi Khiêm bị dừng phương tiện khoảng 500m, tổ phối hợp phát hiện thêm 131 hộp pháo các loại cũng nặng gần 300 kg. Kiểm khai tất cả số pháo lậu trên đều do Khiêm sử dụng ô tô chở thuê cho một người phụ nữ không rõ lai lịch với giá 2,5 triệu đồng. Khiêm sẽ vận chuyển số pháo lậu này từ biên giới Campuchia vào Long An, sau đó di chuyển về huyện Đức Hòa để giao. Tuy nhiên, Khiêm đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện bắt giữ. Câu chuyện của tiết mục Chịu Sao Cho Nổi hôm nay có liên quan đến một vụ án thương tâm. Thưa quý vị, ông Nguyễn Kim Anh, trạm phó trạm kiểm lâm số 2 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Easo đã bị trúng 14 vết đạn, tử vong khi đang tuần tra bảo vệ rừng. Vụ việc được phát hiện sáng ngày 3 tháng 12 vừa qua. Trước đó, ngày 2 tháng 12, ông Nguyễn Kim Anh một mình đi xe máy vào khu rừng giáp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên Easo với thôn Giang Đông, xã Eada, huyện Krông Năng để tuần tra theo kế hoạch. Khu vực tuần tra là nơi trạm kiểm lâm số 2 thường chốt chặn để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập rừng săn bắn, khai thác lâm sản trái phép. Đồng nghiệp không thấy ông Anh trở về nên đã đi tìm và phát hiện ông Anh nằm trong dãy ngô. Theo báo cáo của ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Easo, nguyên nhân sơ bộ ban đầu, đồng chí Nguyễn Kim Anh đã bị bắn vào vùng bụng bằng súng đạn hoa cải. Số vết đạn trên người là 14 vết. Ai đã bắn trạm phó kiểm lâm Nguyễn Kim Anh? Cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra. Hãy chờ kết luận chính thức. Nhưng cái chết của ông Nguyễn Kim Anh làm cho cán bộ, nhân viên ngành kiểm lâm thêm lo lắng. Phải tìm ra những kẻ trực tiếp sát hại trạm phó Nguyễn Kim Anh cùng những kẻ liên quan, làm rõ nguyên nhân vụ án, xử lý theo pháp luật để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời làm yên lòng cán bộ, nhân viên ngành kiểm lâm. Đã có quá nhiều vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm không chỉ ở trong rừng mà còn tấn công vào trạm kiểm lâm. Sự hung hãn, liều lĩnh của lâm tặc đã tác động tiêu cực đến tâm lý của người giữ rừng. Bởi vì một bên trong tối, một bên ngoài sáng, một bên làm việc theo pháp luật, một bên xem thường pháp luật, một bên trang bị các loại vũ khí, một bên không có công cụ vũ trang. Cán bộ kiểm lâm không được trang bị vũ trang, không có công cụ để tự bảo vệ mình, chống lại lâm tặc, nhưng lại phải bao quát vùng rừng núi quá rộng. Một hạt kiểm lâm cấp huyện khoảng 20 đến 30 người, quản lý khoảng 20.000 đến 30.000 hecta rừng. Trung bình, mỗi kiểm lâm đang phụ trách khoảng hơn 1.000 hecta rừng. Lương thấp, làm việc trong rừng, sống xa nhà, nguy hiểm, dễ mang tai tiếng là cấu kết với lâm tặc. Chính vì vậy mà nhiều cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc. Theo chỉ tiêu quy định thì cả nước cần có khoảng 15.000 kiểm lâm, nhưng cho đến năm 2023 đang thiếu khoảng gần 4.000 kiểm lâm. Từ vụ án trên và những vụ án liên quan đến tấn công kiểm lâm, cần tính đến trang bị công cụ hỗ trợ cho ngành kiểm lâm để cán bộ, nhân viên có thể tự bảo vệ mình.
đặc biệt là khai thác thiết bị công nghệ quay phim, chụp ảnh tầm xa để tuần tra, kiểm soát rừng. Cán bộ kiểm lâm không đủ, lại phải bao quát phạm vi quá rộng bằng xe máy, đi bộ thì sẽ không thể làm tốt được công tác bảo vệ rừng và đối mặt với nhiều nguy hiểm. Tiểu mục Tài Bắt Phố Phường, nữ tặc lẻn vào sạp hàng để trộm tài sản. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng về Cà Mau để khám phá công việc của những người thợ rừng hiện đại. Thưa quý vị, là một tình huống quen thuộc nhưng vẫn liên tục xảy ra. Nằm trong hàng nhưng lại ngủ quên, chủ sạp bị nữ tặc và trộm mất tài sản giá trị. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ việc xảy ra tại một sạp vải ở thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Một người phụ nữ mặc áo khoác vàng, bịt kính đi vào sạp. Thấy chủ sạp ngủ say, không có động tĩnh nào, người này nhanh chóng lấy điện thoại đang sạc rồi tẩu thoát. Các hộ dân buôn bán đề cao cảnh giác khi trông coi hàng hóa buôn bán, tránh rơi vào tình huống tương tự. Đối với những nơi nhiều người ra vào mua sắm thì chỉ cần sơ hở, kẻ gian sẽ có ngay cơ hội để trộm cắp tài sản, đặc biệt là điện thoại. Tình huống tiếp theo là một ví dụ cảnh báo đến với mọi người. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại khu vực đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mới đây. Theo đoạn clip camera an ninh ghi lại cho thấy, một đối tượng vờ vào cửa hàng mua đồ. Phát hiện điện thoại nữ nhân viên để trên bàn sơ hở, gã này nhanh tay lấy trộm rồi biến mất. Tiếp tục cũng là một chiếc điện thoại, vừa mua đồ, thanh niên chớp luôn cơ hội trộm tài sản. Mời quý vị theo dõi diễn biến sự việc. Qua camera an ninh một quán ở khu vực quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ghi lại, một thanh niên vào quán mua đồ. Trong lúc người phụ nữ đang loay hoay làm đồ, thì gã này đã nhanh tay lấy trộm điện thoại cho ngay vào túi quần. Những thủ đoạn như thế này khá cũ, nhưng vẫn thường xuyên diễn ra, khiến nhiều quán vẫn bị trộm cắp. Hải Vân này, khi nói đến thợ rừng, thì Hải Vân sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Điều mà Hải Vân nghĩ tới đầu tiên đó chính là những người chân lấm tay bùn, băng rừng lội suối vô cùng vất vả và hiểm nguy. Cũng đúng một phần, nhưng mà những thợ rừng ngày nay không chỉ gắn liền với các công việc đi rừng mà họ còn thành thạo nhiều công việc khác như làm du lịch sinh thái, làm YouTube. Hào Nhiên gọi họ là những người thợ rừng hiện đại. Và trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, xin được mời Hải Vân và quý vị cùng đến Cà Mau để khám phá công việc của những người thợ rừng hiện đại này nhé. Anh Phạm Duy Khanh, người đầu tiên ở xứ rừng, biến các hoạt động ăn ong thành điểm thu hút khách du lịch tham quan. Nghề ăn ong là nghề gia truyền con nối ở xứ rừng. Anh Khanh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cách làm của anh Khanh có khác hơn so với cha mình. Được cha giao lại cho 60 hectare đất rừng, anh Khanh đã thay đổi cách làm từ săn bắt truyền thống sang làm săn bắt gắn với du lịch trải nghiệm. Từ đó, thu nhập từ rừng cũng tốt hơn. Công việc đi rừng cũng vì vậy mà nhàn hạ hơn. Anh Khanh thường dẫn khách đi ăn ong từ 7 đến 10 giờ sáng. Anh Khanh sẽ chở khách đi dọc các tuyến kênh trong rừng để khách được trải nghiệm các hoạt động săn bắt của mình. Với hơn 1.000 kèo ong được gác đều khắp trong rừng, mỗi ngày anh Khanh đều có thể lấy hàng chục kèo ong phục vụ cho du khách. Bên cạnh trải nghiệm các hoạt động ăn ong thì du khách cũng có thể mua mật về làm quà cho người thân và bạn bè. Với mỗi lít lấy tại chỗ chỉ 400.000 cho một lít mật. Bên cạnh đó còn có những sản phẩm khác như rượu ong, mắm ong, sáp ong được chế biến thủ công truyền thống, mang nét đặc trưng của đất sừng U Minh Hạ. Thì từ khi mà mình gắn bó với mô hình cộng đồng này á, đem lại cho mình hết sức là cái niềm vui, nhất là gặp gỡ được mọi người và mọi người cũng biết được cái cách người dân á, sống ở gần mình, ví dụ như bằng cái cách là trải nghiệm đi lấy ong, mình dẫn mọi người đi trải nghiệm lấy ong đó, rồi cái cách săn bắt ở gần này kia kia nọ, và thì cũng được một số mọi người biết đến,
Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm mật ong này là cũng một trong những cái sản phẩm là rất là nổi tiếng ở Rượu U Minh, mà nhờ vào làm du lịch á nên mọi người mới biết đến. Đối với thợ rừng Huỳnh Duy Thái, anh đã phát triển kinh tế rừng theo cách riêng của mình, thậm chí còn hiện đại hơn anh Khanh. Mặc dù mới 21 tuổi, nhưng Thái đã có thâm niên hơn 12 năm đi rừng. Chứng kiến cảnh đi rừng cực khổ của cha ông mình, khi mà hàng ngày vào rừng, chủ yếu kiếm cá, kiếm ong để đổi lấy cái ăn. Thái quyết tâm thay đổi điều đó, anh lập nên kênh YouTube Săn Bắt Rừng Tràm. Để rồi, mỗi ngày anh đi rừng lấy ong, bắt cá, đều quay lại và phát cho khán giả khắp nơi xem. Từ việc xem và thích thú với các hoạt động săn bắt của anh, có nhiều người ngỏ ý muốn mua mật ong do chính tay anh lấy được tại rừng. Thái lấy ong và cắt nguyên mức mật để trong bọc và bán cho khách hàng. Dần dà, uy tín tăng lên nên lượng người đặt mua mật ngày càng lớn. Mỗi năm, Duy Thái bán cho khách hàng trên kênh YouTube của mình hơn 2.000 lít mật ong. Hiện tại, kênh Săn Bắt Rừng Tràm của Duy Thái đã hơn 69.000 người đăng ký và doanh thu quảng cáo từ kênh của anh mỗi tháng hơn 30 triệu đồng. Nguồn mật ong này em ra thì em bán ở trên YouTube, em cũng có làm một cái kênh YouTube thì một tháng em bán, một năm thì em bán tầm khoảng 1.000 cho tới là 2.000 lít trên năm. Thì cái nguồn thu nhập từ cái ong này thì nó tốt, tốt hơn là em đi đặt lờ bắt cá rồi. Ong là tại vì bây giờ là có nhiều người người ta pha thật giả lẫn lộn á, cho nên là em bán những khách hàng nào mà alo cho em á thì mua mà mặc nguyên sáp thì em cũng bán nguyên sáp, hoặc là dắt rồi thì em cũng bán, nhưng mà đa số là em sẽ bán nguyên cục mặt á, còn em bắt ngoài rừng về sau á thì em bán vậy luôn chứ em không có đụng chạm tới nó nữa. Theo thời gian, những sản vật dưới bán rừng tràm ngày càng giảm đi. Nhưng với những thợ rừng sáng tạo như anh Duy Thái và Duy Khanh, thì cơ hội mới, tiềm năng mới để phát triển kinh tế rừng được mở ra. Thực tế cho thấy, chỉ có khai thác gắn với bảo vệ, quảng bá hình ảnh về những nghề truyền thống gắn với rừng, thì cuộc sống của những người thợ rừng mới khấm khá hơn, giàu có hơn. Việc phát triển các hoạt động du lịch trải nghiệm, làm kênh YouTube về cách gác kèo ong, cách ăn ong của hai bạn trẻ ở Cà Mau không những góp phần phát triển kinh tế cho người dân sống ở vùng rừng mà còn giúp bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của vùng đất U Minh. Đúng vậy, nhất là khi nghề ăn ong đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và thưa quý vị, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào ngày mai lúc 6 giờ 30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 vào lúc 7 giờ 30 và phát lại lúc 18 giờ trên đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.